Xanh lá không làm chị bị xa lánh, sim mi quá ta để chị phải ra cánh cam mùi bất tử trên chiến trường. Đố em biết bài này bài gì? Em chưa từng nghe. Em thương chị rồi, em không phải phá chị rồi. Một subscribe và đừng quên cái chuông để luôn được thông báo nhá. Và đừng quên hỗ trợ Hero Team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn xem một các mô quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền và các rất để ăn sáng nhá. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay là một cái video Camu sẽ đi phỏng vấn những người ở trong sảnh liên thông để xem là mọi người có biết cái bài Hero đại chiến Free Fire không nha các bạn. Tại vì cũng như các bạn biết rồi đấy, đó chính là Hero Team thì chuyên quay về Mini World và Minecraft. Thì tất nhiên là nếu mà Hero Team có bất kỳ sản phẩm gì thì những bạn fan của Hero Team sẽ vào xem đúng không? Và chúng ta cùng thử hỏi thăm, gọi là phỏng vấn xem là những bạn ở trong sảnh liên thông thì có biết bài đấy không nha các bạn. Ok, let's go. Và ở sảnh liên thông thường thường những cái map mà như thế nào ta? Những cái map mà có mấy ca thường thường sẽ là những cái map như thế này. Nên là bây giờ Camu sẽ vào nha các bạn. Hy vọng là có ai đó có mic các bạn ơi. Không có mic thì buồn lắm luôn. Ui, cái map gì mà chưa gì mới vào thôi đã cho một đống kim cương rồi này. Wow, ghê thật sự. Như Camu thử bật mic xem nha. Hello. Oh, có map bắt cua đến nhà Camu này các bạn. Nếu mà map bắt cua nhà Camu thì Camu nghĩ là sẽ có ai nào có mic hoặc là hy vọng là nhận ra Camu để Camu có thể hỏi được mọi người ạ. Ôi chết rồi, vào chậm này sợ là mạng lag lắm. Ôi giời ơi, tôi biết mà, trời đất ơi, buồn trăm giây luôn á. Từ từ để xem là có một cái map nào đỡ nương ta. Ồ, map ca sĩ ơi. Và map ca sĩ thì Camu sẽ vào đấy hát cái bài Hero đại chiến Free Fire vơ của Camu, sau đó Camu sẽ đố mọi người đây là bài gì đó, nó lại hợp lý. Trời ơi, và những cái map này á mà bạn nào mà các bạn ý mà không có mic thì thôi, tôi chán luôn, chán thật sự á mọi người. Ê, sao lại đánh Camu? Miu miu. Ơ, Camu nghe thấy tiếng miu miu đấy à? Hát kiểu miu rồi ạ. Gì sao lại đánh Camu? Trời ơi, alo, hello. Quế Quế ơi. À, hello em, ai hả? Trời ơi, ai cứ đánh mình ta. Ok, và hiện tại thì Camu đang ở một map đám cưới các bạn ạ. Map đám cưới thì Camu nghĩ chắc là các bạn có mic ha. Ok, bây giờ Camu sẽ bật hello. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piu. Hiện tại Camu đang ở một map, gọi là map này ghi là map tìm người yêu. Ôi giời ơi, nhưng mà thường thường á, tỷ lệ chúng ta có mic ở trong đây thì rất là cao. Nên là bây giờ Camu sẽ bật mic hỏi xem là có bạn nào có mic không nha. Hello em có mic không nhở? Thì Camu hello. Hello, không có bạn nào có mic hả? Buồn gì ta. Chị mở mic rồi. Mui mở mic rồi mà, mọi người không nghe thấy hả? Mui mở mic rồi mà. Em mở mic rồi. Hello em. Trời ơi, lần này em bị gặp chị luôn á. Em là bạn Mỹ Anh hả? Dạ đúng rồi. Tôi cũng gặp chị lắm mà không gặp được. Ok, giờ được gặp rồi nha. À, chị đang làm một cái content, đó chính là chị sẽ đi phỏng vấn các bạn ở trong sảnh liên thông ấy, là xem bài có biết cái bài chị hát không. Thì em cho chị phỏng vấn nha. Ê chị, bây giờ chị sẽ rap hai câu nha, đố em biết là bài gì nha. Ok. Xanh lá không làm chị bị xa lánh, sim mi quá tạ đấy chị phải ra gánh. Đó là bài gì ạ? Bài gì vậy? Em không biết hả? Em đã quên rồi. Em không biết nữa. À, thế sao em lại không nhớ? Ô, có bạn Cami biết nè, đó là bài Hero đại chiến nè. Chị ơi, cho em chụp hình được không? Ok, em chụp đi, trời ơi. Nhân lúc chị cứ đứng yên thì em cứ chụp thoải mái em ơi. Trời ơi, fan của Camu mà chưa nghe bài đấy mà không nhớ là Camu buồn nha. Cái view để Hero Team được top 1 đi mà. Đó, và các bạn ơi, về là ở đây chúng ta có 3 bạn. Thì có một bạn xin chụp ảnh thì thôi chắc là loại. Vì bạn không trả lời hoặc là bạn không nghe thấy Camu. Một bạn thì là bạn Cami, bạn đã biết đó là bài Hero đại chiến. Còn bạn Mi Anh thì bạn quên mọi người ạ. Buồn dữ rồi. Nhưng mà thôi không sao, từ từ để Camu trẻ bảo. Ok em chụp đi em. Chưa ạ? Ok, cảm ơn em nha. Chị đi phỏng vấn tiếp đây. Cảm ơn em. Dạ. Bye bye, cảm ơn các bạn nha. Bye bye. Wow, các bạn ơi, vậy là như cái vừa rồi. Bắc cua tặng Hero Team. Bắc cua tặng Hero Team thì đảm bảo là fan của Hero Team ạ.
phòng không được phép vào giữa chừng. Ok phải. Tại sao lại đi tạo phòng mà không cho vào giữa chừng? Tại sao? Làm người yêu tư nhà ok vào. Ok, và hiện tại Kamui đang ở một cái map ghi là tiệm trà sữa đáng yêu Cute Pho Mai Que gì đó. Và Kamui cũng thấy một vài bạn. Bây giờ Kamui sẽ bật mic lên nha. Hello. Hello mọi người. Có ai có mic không nhở? Hello, hello, hello em. Hello em, hello. Ây, ây, đừng đánh Mui. Có bạn nào có mic không? Của Mui bật mic rồi mà. Có nghe mình nói không? Hello. Trời ơi, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của người ấy rồi. Alo, bạn đang nói là bạn nào vậy? Em là ai vậy? Dạ. Em là Ngân hả? À đâu, Ngô hay là Vân hay là Thảo vậy? Thảo. À, em là Thảo hả? Ô, Thảo xinh đẹp luôn. Hiện tại chị đang làm một cái cuộc phỏng vấn ở sảnh liên thông á. Thì chị đang thắc mắc là không biết là mọi người đã nghe cái bài này chưa. Nên là bây giờ chị sẽ rap một câu xong rồi em đoán thử xem bài đấy là bài gì nhá. Ok. Ok, bắt đầu rap nè. Xanh lá không làm chị bị xa lánh, xin mi quá tạ đấy chị. Phải ra gánh ca mùi bất tử trên chiến trường. Đố em biết bài là bài gì? Là đại chiến Free Fire. Wow, đại chiến Free Fire. Không đúng nha. Cho đoán lại là cho nói đúng tên bài hát coi nào. Ui. có bạn ngơ bét cơn bài nói đúng rồi nè. Đó chính là bài Hero đại chiến Free Fire rồi nè. Đó là bài Hero đại chiến Free Fire. Có bạn nào là fan của Hero Team? Các bạn có phải là fan của Hero Team không? Dạ phải. Nếu mà bạn là fan của Hero Team thì các bạn hãy cày view cho bài đấy nha. Vì bài đấy nghe rất là hay luôn đó. Và làm sao cày view của gì mà được top 1 trending là được các bạn. Đúng rồi. Dạ đúng. Ủa, thế em nghe bài đấy mấy lần rồi? Dạ, 12 lần. Ủa, đếm được lần luôn hả? Ghê hả? Wow, thế em thích nhất đoạn rap của ai? Dạ, của chị Cam Pui. Ê, đừng nịnh nha, không nịnh nha. Lần đầu tiên em được gặp chị á. Em nuôi em. Ôm cái. Ôi mà mình như mạng lát rồi sao ba? Dạ mẹ mi lát rồi chị. Ủa mà em là lớp mấy vậy? Dạ em lớp 1. Wow. Em lớp 1, 6 tuổi á hả? Dạ. À, bảo sao cái giọng nghe cưng lắm man. Trời ơi. Ê, cho chị hỏi cái phỏng vấn ngoài lề đó chính là học kỳ vừa rồi em được học sinh giỏi không đấy? Dạ giỏi. À, giỏi thì được, giỏi mới là fan Ca Mui nha. Học sinh giỏi thì mới là fan của Ca Mui chứ học khá là không được đâu nha. Ơ mà không thấy bạn Vân này nói gì nhở? Hello. Chắc bạn không có mở mic đó chị. Ok. Cảm ơn bạn Thảo. Ê, tên em đúng là Thảo xinh đẹp luôn hả? Tên em đúng là Thảo. Cảm ơn bạn Thảo xinh đẹp nha. Bây giờ chị đi phỏng vấn thêm các bạn khác nữa. Cảm ơn em nhiều nha. Em cảm ơn chị. Wow, cảm ơn em. Cái này, cái này là cú chào. Okay, cú chào đâu ta? Cú chào là cái lời nhở? Cú chào chị. Bye bye, cảm ơn em. Dạ, bye bye chị. Cưng. Ok, trời ơi, ta nói bảo sao giọng nghe cu tê dễ sợ. Thì ra bài mới có lớp 1. Trời ơi, bảo sao cưng đấy. Thề với mọi người luôn là Kamui thích đi gặp những bạn như thế lắm luôn á. Từ từ để xem là lúc nãy là Kamui gặp được ở cái map kiểu gì nhỉ? Là map cắm trại, ok. Ở đây có quán. À đâu, đây là trà sữa Simmy chứ không phải cắm trại. Nhưng mà thôi, chắc là cũng ngang ngửa nhau các bạn ạ. Ok, bây giờ Kamui ra vào rồi này. Đó, trời ơi, chưa gì vào đây. Đúng rồi các bạn ơi, bây giờ phải có ý thức, đi đâu cũng phải bịt khẩu trang á mọi người. Bây giờ tình hình dịch bệnh vẫn là rất rất căng thẳng, nên là đi đâu phải bịt khẩu trang như các bạn Ami A B Le Au The Ray nha các bạn. Ok, bật mic xem nào. Hello. Anh nhớ. Hello bạn ơi, bạn có mic không? Bạn có mic không? Các bạn có mic không? Chụp em tấm hình với. Ok em, nhưng mà chị không vào được. Mở cửa. Mở cửa mới vào được. À đây, ok. Vào đây. Và hết luôn. Ok, đấy, chụp hình đi. Mà các bạn có nghe thấy Kamui nói gì không nhở? Hello em. Ủa em, bạn vừa lên mic là ai vậy? Ngọc Tâm ơi. Amia Ble Audrey ơi. Hello. Trời ơi, sao bật mic lên cho nó một câu sao im vậy? Alo. Tôi cảm giác như kiểu Mui đang gọi người ta trong vô vọng á mọi người. Alo. Hello em. Em là Ngọc Tâm hả? Dạ. Wow. Em bao nhiêu tuổi vậy? Em 8 tuổi chị. Em 8 tuổi, lớp 3 hả? Dạ. Cho Kamui hỏi nhỏ là học kỳ vừa rồi em được học sinh gì đấy? Học sinh
chị ạ. Học sinh xuất sắc luôn á. Wow, học sinh xuất sắc luôn, quá giỏi luôn. Fan tự em có phải fan chị mới về Hero Team không? Không lại nhận bừa đi chết tôi. Yêu cái ôm cái ôm cái ôm. Ừ, chị lén vào phòng liên thông. Ê, hiện tại chị vào sảnh liên thông á, để chị hỏi phỏng vấn các bạn trong sảnh liên thông xem các bạn có biết bài hát này không. Đây là các bạn cho Camui phỏng vấn xíu nhá. Thế em cho chị hỏi nhá. Ok, chị đố em biết bài này là bài gì nhá. Xanh lá không làm chị bị xa lánh, xin mi quá ta để chị phải ra cánh Camui bất tử trên chiến trường. Đố em biết bài này bài gì? Em chưa từng nghe. Em đã thương chị rồi, em không phải phá chị rồi. Bài này là bài hát mới ra của Hero Team vẫn đang khiến ta thịnh hành luôn rồi. Em bảo là em không biết. Tổn thương. Dạ, chị đoán đấy, bài này là Hero Team vừa mới ra với tên là gì ta? Hero Đại Chiến Free Fire. Nếu em mà là fan chân chính của Hero Team á thì đi cái view ngay nha, tại vì nghe rất là hay mà chưa kể là chị rap luôn nha, chị rap trong đấy nha. Trời ơi, nghe bảo là chưa nghe bao giờ mà người ta buồn thối ruột biết không? Cảm ơn em nha, cảm ơn em đã tham gia phỏng vấn với chị ngày hôm nay nha. Buồn một xíu, buồn nhẹ thôi, chứ không sao. Bye bye. Trời ơi, các bạn ơi, tôi buồn, tôi khóc. Mọi người ơi, mọi người. Trời ơi, bài không biết bài Hero Đại Chiến. Trời ơi. Nhưng mà hôm sau các bạn ạ, thì cũng có bạn biết, có bạn không. Nên là vấn đề này buồn nhẹ thôi, chứ không buồn nhiều đâu. Rồi xong hình như lại không tìm được cái phòng nữa rồi. Ok, và các ơi, Camui nghĩ là Camui sẽ dừng video tại đây thôi. Thì Camui cũng có phỏng vấn được vài bạn, và có bạn đã xem rồi, và thậm chí có bạn còn cày tận 12 lần đúng không ta? Và có bạn thì xem rồi này, có bạn thuộc này. Camui nghĩ là có bạn, nhưng các bạn cày nhớ bài không có mic á, thì có, tại vì có một bạn ý ghi đúng đầy đủ tên Free Fire. Report cái gì đây, nội dung này map bần đề nghị ban nick. Ok, báo cáo luôn. Rồi, ok, tố cáo thành công, xong luôn. Đó, đây là, trời ơi, có bạn biết, có bạn không biết. Và các bạn ơi, bạn nào chưa biết cái bài Hero Đại Chiến Free Fire không nhở? Trời ơi, có bạn nào chưa nghe thì hãy lên tắt thịnh hành ngay lập tức, ở ngay ở trên top 2 thôi. Và thậm chí Hero Team hy vọng có thể được lên top 1 các bạn ạ. Nên là có bạn nào mà thích Hero Team, là fan cứng của Hero Team, thì hãy cày view cho Hero Team nha mọi người. Ok, và video các bạn đến đây là kết thúc rồi nè. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe, và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và video các bạn đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha. Các bạn yêu thương rất là nhiều. Bye bye.